Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Dân để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai ha. Để đẹp đẹp không à quý vị. Cây này cũ hết sức cái cũ ha. Quá xa cái cũ luôn. À, dán chuẩn ha. Con gì không biết nữa. Quá xa ha, để ha. Rồi, chào nha. Dạ, em xin chào anh Tấn. Em xin chào quý cô chú anh chị trên toàn quốc nha. Hôm nay em có một số phôi mai giỏ Thủ Đức ha, hoa từ 5 tới 10 cánh giao lưu với quý cô chú anh chị. Mong quý cô chú anh chị xem video và ủng hộ tiếp cho em ha. Em ở xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Tất cả các cây thì em bao phí ship toàn quốc ha. Em cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú anh chị lâu nay đã ủng hộ em ha. Em chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và làm việc được nhiều hiệu quả nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0857703620 ha. Để không làm mất thời gian thì em vào chi tiết cây số 1 nha. Cây đầu tiên của clip là mã số 22 dạ, nha quý vị. Để tiếp nói với clip em mã số 22 nha quý vị. Clip trước để khi ship quý chốt hoặc tránh nhầm lẫn cây nha quý vị. Rồi mã số 22. Rồi, chiều cao là 1 mét quý vị ơi. Đó, dáng đẹp đế đẹp luôn. Nồi đế luôn nha quý vị. Dán lông, đế xè đẹp, có tay cành luôn. Cây đẹp nên quay lâu xíu ha, kỹ kỹ nha quý vị. Đó, gió hoành luôn em. Một bệ đế luôn quý vị ạ. Dạ, 24 hoành nha quý vị. Rồi, đế đây quý vị. Một bệ đế luôn quý vị. Để đặt hết trơn ha. Dạ, cây mã số 1 này, cây mã số 22 em giao lưu giá 2,5 triệu nha quý vị. Rồi, xuống cây. Quý vị thích cây nào thì alo liền nha quý vị. Quý vị chần chừ hồi mình alo chừng không kịp nha. Dạ, rồi, mã số. Cây số 23 nha quý vị. Chiều cao 1m2. Rồi, vô quanh luôn ha. Rồi. Ghê dục thước luôn. Dạ 26 hoành luôn. Rồi. Để đây quý vị. Chương triệu rất là lớn ở phía trước nha quý vị. Để đẹp luôn quý vị ơi. Rồi, giao luôn như đem. Dạ cái mã số 23 em giao luôn giá 1,8 triệu rồi quý vị. Rồi, xuống cây. Mã 24. Dạ kế tiếp cái 24. Rồi, cao. Cao 85 quý vị. Rồi, xe xe. Rồi, quanh luôn em. Đo ngang đây. Dạ, 27 quanh quý vị. 27 ha, là đo ngang lên đó quý vị. Đó, cái cụ đế nè. Cụ này đặt ha, để lực. Nó hồi nãy cái cây này là lúc đầu clip đó, có ông bác ông chị là giống cái đuôi con gì nè quý vị đây ha. Nó mặt bên đây nè. Đó, có cái đuôi nè. Rồi, giao luôn như đây em. Dạ, cây mã số 24 giao luôn giá 2,2 triệu quý vị. Rồi, xuống cây. 25. Cái tiếp là cây 25. Cái này cũ nở quý vị ơi. Chiều cao 1m1. Rồi, xe xe luôn. Đó, có cái cũ hết sức cái cũ ha. Cái này nó bay đâu rồi. Rồi, quanh luôn. Rồi, hết cái cũ này. Cũ chà bá luôn. Ngồi đo thử cái cũ luôn nha dân. 27 quanh cái gì? Rồi, đó kéo ngang qua cái cũ rồi. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng đây. Dạ 48 cái gì? Rồi hết sức cái cũ luôn không? Quá xa cái cũ. Những cái cũ, cũ nở luôn vậy. Đây, đặc biệt là có cái cũ ha. Rồi, dạ. Giao luôn nhiêu đem? Số 25 em giao luôn giá 2,5 triệu quý vị. Rồi, xuống cây. 26. Cái tiếp là cây 26. 26.
Chiều cao là 85. Rồi, xe xe luôn. Rồi, dấu hoành luôn nha. Ba hoành của gì? Rồi, củ đế luôn. Củ cũng đặt ha. Rồi, giao lưu nha đem. Dạ, cây 26 giao lưu giá 1 triệu 7 của gì? Rồi, triệu 7 của gì? Rồi, xuống cây. Tiếp tiếp là cây số 27. Rồi, 27. Cao. Dạ, chiều cao 1m15 của gì ơi? Rồi, xe xe luôn. Cái tàn dù ở trên cái gì? Ở dưới thì nguyên bệ đế luôn. Dạ, cây trực lắc tàn dù hay cái gì ha. Rồi nguyên cái bệ, hết sức. Dạ 21 hoành cái gì? Đâu đâu nguyên cái cũ thử nhìn ra. Hết luôn, hết dưới luôn. Nồi á, đo nguyên cái nồi luôn á. À. Nồi nhiêu? Dạ 80 cái gì? Rồi nồi 80, hết biết luôn nè. Đó. Đẹp cái gì? Chi cần liều. Rồi, giao lưu như đây em. Dạ, cây 27 giao lưu giá 1 triệu 9 cái gì vậy? Rồi, xuống cây. Hết sức cái nồi luôn. Rồi, cây 28. Chiều cao 80. Rồi, xe xe luôn. À, giao hoành luôn ha. 18 của anh. Rồi. Củ này cũng đặt nữa nè. Nhỏ nhưng mà đặt. Dạ. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Giao lưu 800 ngàn của gì? Rồi. Số 28. Xuống cây. Giảo Tân Châu của gì ơi. Rồi cây 3 nha quý vị. Cây 3 này là giảo Tân Châu nha. Rồi. Giảo Tân Châu này mã số 29 ha. Dạ. Này hoa đẹp nha quý vị. 82 cánh bông chùm nha. Chiều cao là 1 mét quý vị. Chiều vai 1 mét ha. Xe xe. Rồi, mình dừng lại cái cho cái hoành em nó luôn ha. Giảo Tân Châu bắt đầu từ mã số 29 trở về sau quá ha. 23 hoành. Rồi, 23. Để quý vị. Gần ha. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã số 29 em giao lưu giá 1 triệu quý vị. Rồi. Quá rẻ. Xuống cây. 30. Rồi, 30. Tiếp 30. Tiếp mai là so. Này cũng Tân Châu luôn. Dạ, chiều cao là 40 như quý vị. Rồi, xe xe luôn. Này cũng giảo Tân Châu như quý vị. 17 hoành. Đế đẹp quý vị. Này đặc biệt là hoa đẹp ha. 8-12 cánh quý vị, khỏi cần ghép cũng đẹp nha quý vị. Rồi, giao luôn như đây em. Dạ. Cây số 30 này em giao lưu giá 1 triệu 2 quý vị. Rồi, xuống cây. Bài. 31. 31, chiều cao 40 nha quý vị. Rồi, cây này nó có cái vết sẹo ở trên. Dạ, cái sẹo này nó xăm cứng từ lâu rồi quý vị nè. Hồi cũng dựng hồi xưa đâu. Xưa thì bị chắc cái miệng. Dạ. Nhánh bị chét á ha. Dạ. Không, nếu mà không thích cái sẹo đó cắt bỏ lấy lại nữa, lấy lại ha. Đây nè quý vị. Ờ, cắt ngang đó ha. Ờ, cắt ngang đó là cây bỏ nó liền tích luôn. Dạ. Dấu đầu rồng rồng dấu đầu này. Ủa? Mình có 6. Tông như em. Như đây. Dạ 17 hoành quý vị. Rồi. Lấy nơm quý vị. Rồi giao lưu như em. Dạ, cây mã số 31 giao lưu 900 quý vị. Rồi, xuống cây. 32. Xe đẹp quá nè. Cây số 32. Giót đọt có chút xíu xíu luôn ha. Dạ. 40 chiều cao quá vậy. Ủa 31 chứ. Mấy? 31. 32. Này nhiều. 32. Rồi, rồi cái này thôi mình đăng lên là 30. 33 đi. 33 mã số 33 nào nè quý vị, đây đây quý vị ơi, này, lên thôi bán theo mã số nha quý vị. 33 nha. Đó. 32 lên sau. Rồi, 32 lên sau đi. 31 rồi tới 33 phải không? Rồi. Dạ 18 hoành quá vậy. Rồi. Để đẹp luôn quý vị. Để nè. Tay cành xè cũng đẹp ha. Dạ. Này bonsai hết ý rồi quý vị. Dạ. Mã số 33 giá 1 triệu 2 quý vị.
Rồi xuống cây. Rồi lên 32. Rồi trở lại là 30. 32 31 à, 32 32 trở à. Lại là 32 nha quý vị. Rồi vô lộn có thằng cây nha. Dạ, chiều cao 50. Rồi xây xây đây. Còn gì đây? Cái dáng đó quý vị. Cái đế nó ngộ vậy. Đế nó ngộ quý vị. Rồi hoành luôn. Dạ 13 hoành nha quý vị. Chậm lại cái. Rồi đây. Chân sau nè. Chân trước nè. Rồi xe xe cái đế bên kia cái à. Đầy đủ hết. Nó mới còn gì quý vị. Rồi giao luôn như đây. Dạ cái mã số 32 nha quý vị. Giao luôn giá 1 triệu quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số 34. Cây này giảm Thủ Đức nha quý vị. Còn cây lộn cây. Rồi Thủ Đức 34 giảm Thủ Đức nha quý vị. Rồi cao 85. Rồi xe xe. Rồi hoành luôn. 19 hoành. Rồi để con giữ ha. Đặt hết trơn nè quý vị. Dạ cái mã số 34 em giao lưu giá 1 triệu 6 quý vị ơi. Rồi xuống cây 35. Tự nhiên cái che che Thủ Đức vô đó vậy. Dạ. Rồi 35 giỡn Tân Châu nữa nha. Rồi quay lại Tân Châu nha. Xã em lộn xộn quá. Dù cao 40. Rồi xe xe tiếp. Không lọt cây vậy. 18 hoành quý vị. Rồi dạ cây 35 em giao lưu giá 900 quý vị. Rồi xuống cây. Kế tiếp cây 36. Rồi 36 nồi đế luôn quý vị ơi. Giả Tân Châu luôn nha quý vị. 45 á, chiều cao 45. Nó cũng mai vàng không à. Mai vàng không nhưng cánh khác. Cái thằng Tân Châu này nó 8 cánh trở lên vô 18 hoành quý vị. Rồi để đế đế luôn quý vị ơi. Để đẹp. Dạ cây mã số 36 giao lưu giá 1 triệu 4 quý vị. Rồi xuống cây 37. Kế tiếp là 37. Này Tân Châu luôn hả? Dạ chiều cao 90 quý vị. Không có cái thú thú 43. 16 hoành. Rồi xe xe luôn. Lết. Rồi giao lưu nhiêu đêm? Dạ cây 37 giao lưu giá 900 quý vị. Rồi xuống cây 38. Kế tiếp cây 38. 38 này cũng Tân Châu luôn ha. Dạ chiều cao là 65. Mười bảy quá. Rồi dạ cây 38 vô luôn giá 800 luôn quý vị. Rồi xuống cây 39. Tiếp là cây số 39. Chiều cao 30 quý vị. Mười lăm hoành nha quý vị. Rồi kéo giãn thước luôn. 15 hoành có hơn, em tính 15 quý vị, gần 16 tính 15 thôi. Củ nở luôn. Rồi. Dạ cây 39 giao lưu giá 1 triệu 4 quý vị. Rồi xuống cây. Mã số 40 nha quý vị. Mã số 40 chiều cao là 65. Rồi xe xe luôn. Có bì nữa đó. Mã số khác mà. Mã số khác.
ơi. Ngồi họp chờ đợi móc ra hoài không thấy đâu. Dạ cái súng bình thân là 16 nha quý vị. Rồi móc móc móc. À, cụ đế cũng bự ra. Dạ cụ đế nở quý vị, nế nơm cụ đế nở xì đều luôn. Dạ mã số 40 giao lưu giá 1.4 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây 41. Cái tiếp cây số 41 cao 55. Mười bảy hoành quá vậy. Rồi mã số 41 vô luôn giá 2 triệu quá vậy. Rồi xuống cây. Rồi 42. Cái tiếp là cây số 42. Cũng là cái cuối cùng nha quý vị, chiều cao 70. Dáng gì không biết dáng gì. Dáng vậy á. Dáng đẹp của bộ. Dạ 19 hoành quý vị. Rồi xe xe luôn. Đế nó cũng giống giống như cái dáng á, dáng đế vậy á, con dáng người ta là cũng vậy á. Dạ, cây số 42 giao lưu giá 1 triệu quý vị. Rồi. Xuống cây. Dạ hết cây rồi quý vị. Em cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video ha. À, quý vị ủng hộ chút cho em có động lực tìm những cây mới về cho quý vị chơi Tết quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo nha quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. À, đã dành thời gian theo dõi đến hết clip thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ alo dân nha quý vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.